Nhật xin kính chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay mình sẽ lên những sản phẩm độc lạ nha chị. Anh chị yêu thích món nào anh chị cứ nhắn qua Zalo bên em, có niêm yết trên kênh nha anh chị, 0935245244 nha anh chị. Và em cũng xin cảm ơn anh chị đã đồng hành nha anh chị. Anh chị nhớ đăng ký kênh và cho em một share, một like nha anh chị, để những lúc sản phẩm em sẽ lên những món độc lạ sẽ thông báo với anh chị nha. Rồi em sẽ lên nhiều sản phẩm đẹp độc lạ. Anh chị nếu đã sử dụng Zalo thì anh chị vui lòng gửi những cái ảnh anh chị thích đó, gửi qua hoặc là báo mã số nha anh chị. Bên em là bên em có liên hệ trên kênh 0935 anh chị 245244. Anh chị nhớ cho em share cho em một like nha anh chị. Rồi bên em bao bể mẻ nha anh chị, ship toàn quốc bao bể mẻ. Rồi bây giờ em sẽ lên cái ly anh chị. Ly này thì em có số lượng 10 chiếc nha anh chị, có số lượng 10 chiếc. Ly này rất là đẹp anh chị, và em báo là cái này là chưa qua sử dụng nha anh chị. Ly này chưa qua sử dụng. Và đều là anh chị, ly này là có truyền nha. Thứ nhất là có truyền, thứ hai nữa là trong lòng họa tiết xanh, dưới là nó bầu ra, trên nó tóm lại xíu nha anh chị. Đấy. Và ly này là đường kính 8, cao ly là 10, miệng 8, cao 10 nha anh chị. Đấy, em có số lượng 10 chiếc. Có số lượng 10 chiếc nha anh chị. Mấy cái này anh chị uống nước trà hoặc là cà phê rất là đẹp luôn. Cái này em bán là mỗi chiếc này 35k một chiếc nha anh chị, 35k một chiếc, 35k một chiếc nha. Đường miệng là 8, cao là 10, 35 cao chiếc. Chốt cho em mã A16, A16 nha anh chị, 35k A16. Đấy, A16 35k một chiếc. Đẹp, rất là đẹp anh chị nha, rất là đẹp. Dục họa tiết 3 màu. Rồi em lên một cái dĩa anh chị. Cái dĩa này là một cái dĩa họa tiết, là dĩa trái cây. Dòng này là anh chị, dòng dĩa cao cấp Italy của Ý nha anh chị. Đấy, nó có chuyện ký Italy của Ý. Dĩa này là đường kính 27 nha anh chị, 27, 150k. Dĩa Italy chỗ này dính keo thôi, không có vấn đề gì hết nha anh chị nha. Bên em bao bể mẹ ship toàn quốc. Là những sản phẩm như thế nào em sẽ báo rõ họa trên like cho anh chị nha. Đó rồi, cái này là 150k một chiếc. Chốt cho em mã A17, A17 nha anh chị, A17, 150k A17. Rồi cái này là một hũ trà lăng vòn, xin lỗi, hộp hũ trà lăng. Cái này anh chị, cái hũ trà này anh chị, hũ trà lam xưa. Đó, đều là anh chị có chú tiểu, và cái này lăng vòn, chú tiểu lăng vòn. Đó, lam xưa nha anh chị, lam xưa. Và đều là không có truyền nha. Em báo rõ anh chị là cái này không có truyền. Đó, cái này là không có truyền. Rồi, miệng bình anh chị, miệng bình là miệng cái hũ này anh chị, cái này là hũ trà lam. Hũ trà lam nha anh chị, cái dòng này cũng là lam xưa. Điều cái này hơi bẩn xíu nha anh chị, gọi là hơi bẩn xíu, những cái dòng này nè, nó gọi là hàng cũ anh chị, làm tay nha. Là cái những có nhìn đấy. Nó không phải là thủ công như bây giờ anh chị, nó có đây. Em để kỹ cho anh chị nhìn xem nha. Lam xưa, có nắp nha anh chị, cái này là có nắp nha.
miệng 4.5, miệng là 4.5 nha chị, và cao 16, cao 16, vòng bụng 45, bỏ cái ly luôn, bỏ ly luôn, vòng bụng 45 nha chị. Đấy, cái hũ này em bán là với giá là 450k chị, lan xưa nha, 450k cái hũ, hũ trà lăn vờn nha chị, chú tiểu có lăn vờn. Rồi A18, 450k A18. Rồi em lên một cặp nha chị, cái này một cặp. Cái này là con công. Một cặp công nha chị, đã em sẽ để nằm xuống, do vì anh chị thông cảm là cái cây lai của em nó thấp nha chị, để không thấy trên tầng cao. Rồi. Cái này là em có công họa tiết có vảy nha chị. Cái này là rất là mê luôn, một cặp anh chị đã, một cặp đối nhau nha. Một cặp đối nhau. Đấy. Đây là phong cách Âu nha chị. Cao, cái con công lớn là cao 38, còn cái con công nhỏ là cao 34 nha anh chị, cao 34. Rồi ngang, ngang là 19 nha anh chị, ngang là 19. Đấy, ngang 19 là một cặp. Em có một cặp siêu đẹp luôn. Một cặp này là siêu đẹp nha anh chị đấy. Mê luôn, cặp này là siêu mê luôn. Một triệu 800k nha chị, một cặp này là 1.800.000. Một triệu 800k chốt giùm em mã A19 nha chị. 1.800.000 mã A19, cái này em bỏ tỉnh nhỉ, nó khối mùi. Rồi cái này là chén cơm anh chị, chén cơm em báo rõ nha. Đây anh chị làm, cái này là phone của chén ngọc. Mà cái này là dính keo nha, nó dính keo chứ không có bị vấn đề gì hết nha anh chị, mới chưa qua sử dụng luôn, nó dính keo thôi em. Đây, cái này em tổng là có 9 chiếc anh chị nha, làm. Và cái này là không có truyền nha, em bán chị không có truyền, em có tổng là 9 chiếc anh chị. Đường kính 12 và cao 5.5, đường kính 12 cao 5.5. 250k nha anh chị, 9 chiếc chén này 250k. Chốt cho em mã A20. 250k 9 chiếc nha anh chị, A20. Đấy, A20. Tổng là 9 chiếc, nói chung là cái này là có số lượng 10 chiếc mà nó bị bể một chiếc. Còn là 2, còn 9 chiếc là 250k. Chốt cho em mã A20 nha anh chị, A20 9 chiếc này. Rồi cái này là chén cơm nha anh chị, cái này là chén cơm. Chén cơm anh chị, cái này là chén, này là hoa họa tiết của chén, này là hoa mẫu đơn sơn thủy. Và họa tiết là hoa mẫu đơn. Họa tiết anh chị, cái này là hoa đào, cây trúc nha anh chị, đều là có đầy đủ hết luôn. Anh chị nha. Đấy, chút đào, à tiết là núi, đều là có truyền ký đầy đủ. Ở trong là lam anh chị nha, trong là lam. Chén này là đường kính 12, cao chén là 6 anh chị, 12 cao là 6 nha. Chén này em bán 55k một chiếc, 55k một chiếc nha anh chị, A21.
55k A21 nha anh chị. A21 55k. Cái này em có số lượng 10 chiếc nha anh chị. À, có số lượng 10 chiếc A21 55k một chiếc. Rồi cái này là cái tô anh chị, cái này là tô họa tiết là sơn thủy nha. Tô này là họa tiết sơn thủy. Đường kính 14 nha anh chị và cao là 6. Đường kính 14 cao là 6 nha anh chị ơi. 60k một tô nha anh chị, cái này là tô chứ không phải là chén nha anh chị. 60k một tô. Anh chị có truyện nha, thứ nhất là có truyện, thứ hai nữa là dưới này cũng có viền sô cô la và trên vành cũng có viền sô la. Anh chị vẽ tay nha, cái này là hàng vẽ tay nổi hết luôn. Đấy, sơn thủy 60k một tô. Cái này em có số lượng khoảng chừng 5 tô nha anh chị, 5 tô. A22 nha anh chị, mã A22. 60k một tô A22. Rồi em lên một cái này chị thỏ nha, thay thế gì là bên Nhật, bên mình Việt Nam mình là mèo nha chị, 12 con giáp. Bên họ là, bên mình là mèo, bên họ là thỏ nha chị, bên họ là thỏ. Ngang thỏ là 22. À, xin lỗi, cao thỏ là 22 và ngang thỏ là 33 nha chị. 33. Đó, cái này là búa, búa nha anh chị, cái này là búa chiêu tài. Ờ, anh chị nha, có truyền ký đầy đủ trên cái búa này luôn. Và nói chung là rất là bự nha anh chị, đã một cặp thỏ rất là bự. Thỏ những con giáp, 12 con giáp là bên đó họ làm rất là sống động nha anh chị. Rất là sống động luôn. Đấy. Rồi cái này ngang là 33 nha anh chị, cao là 22. Rồi 400k, 400k nha chị, A23. 400k mã A23. Rồi cái này là tô ngũ sắc anh chị, tô ngũ sắc nha. Con này siêu giá luôn, tô ngũ sắc. Tô này là đường kính 15.5 và cao là 7. 120k một tô nha anh chị, 120k một tô. Chốt cho em mã A24. 120 một tô nha anh chị, A24 nha. Trong này là họa tiết là lam và đều là có truyện ký đầy đủ luôn. A24 mỗi tô là 120k. Cái này em có số lượng 5 tô. Em có số lượng 5 tô nha anh chị. Rồi cái này là chị, cái này là dĩa pháp nha. Rồi em có một cái cặp ly hoa tulip nha anh chị. À, cái này là Italy Gemini, Italy của Ý nha. Hai cái ly Italy của Ý siêu đẹp luôn. Dòng này là dòng sứ xương cao cấp nha anh chị, sứ xương cao cấp. Rồi. Đường kính là 7 và cao là 7, miệng 7 cao 7 anh chị. Hai cái ly này siêu đẹp luôn nha. Đấy, hai cái ly này siêu đẹp luôn. Hoa tulip Italy của Ý. Đó. Rồi, một cái cặp Italy này em bán 90k thôi. 90k một cặp nha anh chị, 90k. A25. 90k A25. Rồi em lên một cái bộ anh chị nha. Cái này là một cái bộ 2-3 thủy tinh màu viền, là viền vàng nha anh chị, viền vàng. Em có 5 chiếc. Đường kính 9.5 và cao là 6. 5 chiếc anh chị nha, 5 chiếc này. 5 chiếc này 80k. 5 chiếc 80k nha anh chị, A25.
A25 nha anh chị, 5 chiếc 80k mã A25. Đấy. Bằng lưới nha anh chị, rất là mê luôn. Cái này đẹp lắm anh chị nha. Đấy, mới chưa qua sử dụng luôn. A25 5 chiếc 80k. Rồi cái này anh chị một cái cặp nha. Cái này là một cái cặp cutani. Họa tiết anh chị nha, họa tiết thì này là kim cong hay là kim chỉ gì đây. Một cái cặp bình, cái này anh chị, cái này là cutani xưa nha anh chị, rất là xưa luôn. Truyện xưa nha. Và cốt cutani thì nó sẽ nặng nha anh chị nha. Đấy. Bá tướng. Là kim cong. Rồi cái đường kính miệng là 9 cao 6, miệng 9 cao 6. Một cặp anh chị, một cặp này là 200k nha anh chị, 200k một cặp. 200k một cặp nha anh chị. Đấy, rẻ luôn. 200k một cặp, chốt giùm em mã A26. 200k một cặp mã A26. Rồi em lên một cái bình anh chị, cái này là dòng bình, này là một cái dòng bình sake nha anh chị, bình sake. Mà cái này là họa có truyền, cho nên là lacquer vàng toàn bộ hết luôn nha anh chị, lacquer vàng. Đấy, lacquer vàng. Cái này em có 3 bình, miệng 3 cao, miệng 3 cao 12. Miệng 3 cao 12 nha anh chị đấy. Bình này là siêu lạ nha anh chị, siêu độc lạ luôn. Bình này siêu độc lạ, bình này em bán cho anh chị 3 chiếc này là 250k. Mỗi chiếc này anh chị nha. 3 chiếc này là 250k, chốt cho em mã A27. Rồi em lên cái này anh chị, một cái dĩa hàng này anh chị, rồi nha anh chị, cái dĩa này là một cái dĩa phước lộc thọ nha anh chị, phước lộc thọ đấy, phước lộc thọ nha anh chị đấy. Đường kính dĩa là 34 nha anh chị, đường kính dĩa là 34, có truyện ký đầy đủ luôn. Có truyện ký đầy đủ nha anh chị đó. Cái này em báo chị hàng này là hàng Giang Tây. Đó, đây, nha anh chị, hàng Giang Tây nha. Cái này 350k em tặng cho anh chị kệ gỗ, xin lỗi, cái này là kệ nhựa nha. 350k tặng cho anh chị một cái kệ nhựa này luôn. 350k. Chốt cho em mã A28. A28 nha anh chị, 350k mã A28. Phước lộc thọ nha anh chị, cái dĩa này là phước lộc thọ. Đấy, 350k tặng cho anh chị kề ngủ nha. A28. Rồi em lên một cái dĩa này anh chị nha, một cái dĩa. Dĩa này là đường kính dĩa 33 nha anh chị, dĩa này đường kính dĩa là 33. Rồi cái dĩa này em cũng hôm nay anh chị nha. Nói chung là khai xung. Rồi cách điều cách truyện luôn, em cũng tặng cho anh chị luôn cái kệ nhựa này luôn. Đó, cũng là giá 350k luôn nha anh chị nha. Đó, tặng luôn. Đây khai xung anh chị nha. Trước kia là những cái món này em không có kèm nha anh chị, hôm nay là khai xuân em sẽ kèm cho anh chị là một cái kệ gỗ và một cái dĩa này đấy. Đó là 350k, chốt cho em mã A29 nha anh chị, A29. A29.
Rồi anh chị, cái này là bình. Rồi anh chị, cái này là bình xưa nha anh chị. Bình này là bình lam nha, bình lam. Bình lam. Đó. Vậy bình lam anh chị, cái này là bình, này là chú tiểu nha anh chị, lăng vờ. Chú tiểu lăng vờ. Đường kính miệng là 8, cao là 23. Miệng 8 cao là 23 nha anh chị đấy. Vòng bụng 34 nha anh chị đấy. Vòng bụng 34, bình này 300k. 300k một bình nha anh chị, 300k. A30. A30 nha anh chị, 300k mã A30. Anh ơi, ra tắt. Rồi, một cặp anh chị, cái này là một cái cặp bình này là cầm nó coi ra. Một cái này anh chị, một cái bình này là một cái bình bình sake dòng thư pháp. Cái này là gấm nha anh chị, cái này là gấm. Ở dưới này là gấm nha anh chị, trên này là dòng thư pháp viền vàng nha, viền vàng. Đường kính miệng là 4, cao là 13 anh chị. À, một cái này là 7, dòng cutani xưa nha anh chị, 70k một bình. 70k một bình nha anh chị, A31. A31 nha anh chị, 70k một bình, A31. Rồi em lên một cái gì đó anh chị, cái này là một cái bộ gì đó, một cái gì đó ngũ sắc nha anh chị, ngũ sắc vàng. Ngũ sắc vàng. Đường kính dĩa là 30. Có truyện ký đầy đủ anh chị, mê luôn, rất là đẹp cái dĩa này luôn nha. 30, ngũ sắc vàng. Viền là viền vàng luôn nha anh chị, viền vàng luôn. Dĩa này em bán 400k thôi. 400k nha anh chị, 400k. A32. 400k A32. Rồi em lên tiếp anh chị, tiếp là một cái này là một cái hũ trà, hũ trà xưa anh chị nha. Cái này là một cái lăng vờn. Cái này là phụng nha anh chị, phụng lăng vờn nha. Phụng lăng vờn. Và cái này là không có truyện, hàng này hàng cũ xưa nha anh chị nha. Đấy, hàng cũ xưa. Cái này là có nắp em keo lại nhìn là biết nha anh chị. Miệng là 7, cao là 18. Vòng bụng 37 anh chị. Cái hũ này là 450k. 450k anh chị, A33. 450k anh chị, A33. Rồi cái này là dĩa xưa anh chị, dĩa xưa, dĩa lam nha. Dĩa lam có truyện ký đầy đủ nha anh chị, dĩa lam có truyện ký đầy đủ, em có 6 chiếc. Đường kính dĩa là 17 nha anh chị, và ngang là 5. 17 ngang là 5 nha anh chị. Đấy, 50k một chiếc nha. Cái này hiện tại em có 6 chiếc. 50k một chiếc anh chị nha. Đó, hàng này là vẽ tay luôn. 50k một chiếc, chốt cho em mã A34. A34 nha anh chị, 50k một chiếc. Cái này là chén, cái một cái chén
Họa tiết là sơn thủy nha anh chị, họa tiết là sơn thủy. Có truyện ký đầy đủ anh chị, có truyện ký đầy đủ luôn. Chén này anh chị, cốt này là cốt mỏng nha, nhẹ nha anh chị, cốt mỏng rất là nhẹ luôn. Dòng anh chị, dòng cao lanh nha chị, dòng đất cao lanh là nó mạnh hơn xương, nói chung nó dày hơn xứ xưa một xíu hả anh chị, vẽ cảnh rất là mê luôn. Đấy, vẽ cảnh rất là mê. Cái này em có số lượng 10 chiếc nha anh chị, có số lượng 10 chiếc. Miệng là 12, cao là 6 nha anh chị, 60 cao một chiếc. Miệng 12, cao là 6, 60 cao một chiếc. A35 nha anh chị, A35. 60 cao một chiếc A35. Được chưa? Rồi em xin phép chào quý cô chú và anh chị.